Dạ, TV256 một lần nữa xin đến với quý anh chị em. Hôm nay mình lấy chủ đề đó là sự kỳ thị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dạ, sự thật thì mình muốn đây là cái diễn đàn gọi là có thể mình đặt một cái tên. Trong tương lai thì mình nghĩ mình sẽ làm một cái diễn đàn có một cái tên giống như là diễn đàn TV256 chẳng hạn. Hoặc là diễn đàn tự do chẳng hạn. Đó. Mình nghĩ mình sẽ thành lập một cái diễn đàn. Thì khi một cái diễn đàn á thì mình nghĩ rằng là những anh em anh chị em nào mà ở trong nước á thì có thể gọi thẳng qua TV256 bằng cái Messenger nha. Khi mình ở trong nước người ta gọi qua bên cho TV256 qua cái Messenger đó thì TV256 sẽ móc nối cái đường live và có thể chúng ta có thể bàn luận rồi là trực tiếp với nhau. Thì nó trở thành một cái diễn đàn rất là sống động. Thấy không? Thì trong tương lai đó thì TV nghĩ rằng mình nên có một diễn đàn sống động như vậy. Chứ nếu mà một mình mà TV256 mà nói chuyện với quý anh chị em đó, thì có thể nó làm chán lắm. Thấy không? Trong khi một diễn đàn thì nó có nhiều người nó gọi vào, nhiều người gọi vào nói chuyện trực tiếp với TV256 thì mình thấy mọi người sẽ lắng nghe nhiều hơn. Thì đó, trong cái tương lai là mình ước muốn như vậy. Tại vì có những quý anh chị em ở trong nước đó, họ muốn cất cái tiếng nói mà họ không có những cái phương tiện để mà cất cái tiếng nói thì có thể gọi cho diễn đàn TV256. Mình tạm đặt cái tên như vậy đi. Mình tạm đặt cái tên là diễn đàn TV256 thì quý anh chị em á gọi vào Messenger cho TV256 và mấy mấy chị em có thể là nói lên cái tiếng nói của mình, cái tiếng nói của những người trong nước và mình có thể mình nhận định những cái tình hình như thế nào. Đại khái là vậy. Mình muốn cái diễn đàn nó sôi động. Nó sôi động là phải nó có người trong nước. Chứ một mình nói thì mình thấy nó không, mình thấy nó có thể là nó chán lắm. Nó không có sự sôi động. Có tiếng nói ở người trong nước rồi người hải ngoại rồi. Rồi mình làm quen rồi anh em rồi thân tình với nhau, thí dụ vậy đó. Thành ra TV256 mong rằng quý anh chị em nào mà nghe được cái đoạn video clip này đó thì nên gọi là hợp tác gọi cho TV256. Nếu không, mình có thắc mắc câu hỏi gì hoặc là mình muốn đất nước mình ra làm sao, mình có thể bàn luận về cái vấn đề đề tài chính trị kinh tế đại khái vậy đó. Ước mong của TV256 là muốn có một cái diễn đàn để mà những người trong nước có thể cất tiếng nói. Ở trong nước mình thấy nó nhiều cái nó xảy ra rất là thô bỉ. Mình nhìn thấy cái trường hợp mà báo chí trong nước đó, quý anh chị em thấy không? Không biết mấy anh chị em trong nước thì nghĩ như thế nào, chứ TV thấy rõ ràng là cái hệ thống của mà báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này đó nó không có độc lập. Nó không phải là nó tất cả nó thuộc cái chỉ thị của đảng. Những cái tờ báo đó mình biết rõ nó không có sự độc lập.
Thành ra người dân nó phải tìm đến Facebook hoặc là Google để mà tìm sự thật. Thành ra hôm nay đó thì chủ ý của TV256 đó là muốn trình bày cái sự kỳ thị ở trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự thật mình không có muốn lấy chữ Việt Nam. Cái chữ Việt Nam đó mình rất là yêu thương, mình quý mến. Việt Nam hồi nào bây giờ đó không có kỳ thị. Mình là một người mà Việt Nam mà làm sao mà mình kỳ thị với người Việt Nam được? Hoàn toàn đó, khi mình sống trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mình muốn nhắc về tới mà 42 năm trước đó, mình thấy là một người công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa đó không có cái sự kỳ thị, hoàn toàn không có sự kỳ thị. Mà khi cái đất nước mà đổi tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành ra mình giữ cái tên đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để mình nói rõ cái bản chất của nó. Cái thứ nhất là cái tên nước này đó là không có được sự đồng thuận của toàn dân. Tên nước rất là quan trọng thưa quý anh chị em. Tên nước là ví như là một cái hồn nước, hồn dân tộc. Một cái tên nước đâu có thể nào mà thiếu cái sự mà trưng cầu dân ý của toàn dân được. Mà chúng ta có cái cuộc trưng cầu dân ý chưa? Chưa bao giờ có cái cuộc trưng cầu dân ý. Mà cái tên nước là cái điều quan trọng như vậy. Tự nhiên mấy anh cộng sản, mấy anh là có quyền đặt cái tên nước như thế nào là đặt thế. Tự nhiên tên nước của người ta là Việt Nam thì quá tốt đẹp luôn. Dạ, chào Khánh Hỷ, chào người bạn Khánh Hỷ ở đến với diễn đàn à. Đó, Khánh Hỷ là một cái người bạn ở trong nước đó, thì nói thiệt nếu mà cần thì Khánh Hỷ cứ gọi TV rồi 256 rồi để chúng ta bàn thảo về cái tựa đề của ngày hôm nay. Buổi nói chuyện hôm nay là sự kỳ thị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì ở đây thì TV vạch rõ cho quý anh chị em nghe là cái tên nước này nó không có được đồng thuận của người dân. Thấy không? Các anh cộng sản tự đặt cái tên nước của mình như vậy. Sự thật ra đó, cái mà mong muốn của TV256 đó thì muốn là tên nước là Việt Nam à. Tên nước Việt Nam thì cứ để là tên nước Việt Nam thì chả cần phải đổi thành một cái nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa gì hết đó. Tại sao mình phải đưa vào những cái mà cụm từ mà khó hiểu như vậy mà đưa vào cái tên nước? Mình thích tên nước giống như bên bên Mỹ mình biết là USA, người ta gọi là USA, United States of America. Người ta gọi đơn giản như thôi, USA thôi. Đâu có phải chữ mà thòng lòng xã hội chủ nghĩa tùm lum, Cộng hòa tùm lum. Mình thích cái tên nước đơn giản giống như bên Nhật người ta gọi là Japan. Đủ rồi. Không cần phải có cái thể chế rồi. Thể chế rồi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kỳ lắm. Tên nước Việt Nam là Việt Nam, hiểu không? Không cần cái Republic nữa. Nó thì cái thể chế TV không thích. Hiểu không? Cái thể chế thì mình nghĩ về sau đi, chứ mình đâu không có thể nào mà mình gắn cái thể chế mà đi chung với tên nước. Thể chế đi chung với tên nước là không không hay. Tên nước Việt Nam và mình muốn cái tên nước đó không bao giờ thay đổi. Thấy không? Tên nước nó trường tồn, nó muôn đời. Muôn đời mãi mãi là Việt Nam. Thấy không? Dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng là mãi mãi là Việt Nam. Đó. Mình sẽ hiểu là người dân Việt mình mong muốn điều đó. Và cái tên nước đó mình cũng nên gọi là trưng cầu dân ý.
Nếu mà chúng ta có điều kiện á, chúng ta cần trưng cầu dân ý tên nước. Thì khi mà đa số mà ủng hộ cái tên nước rồi á, thì chúng ta biểu quyết là chúng ta đồng ý như thế, thì chúng ta có một cái tên nước thật sự được toàn dân biểu quyết thì mình thấy mình rất là sung sướng. Chứ cái kiểu mà mình áp đặt lên người dân như vậy đó thì người dân hoàn toàn không có hạnh phúc đó. Mà rõ ràng người dân không không bao giờ sống mà hạnh phúc dưới cái tên nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ nói về cái vấn đề kỳ thị thì chúng ta thấy đó, đất nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này đó, nó có nhiều cái kỳ thị, nó có nhiều kỳ thị mà khủng khiếp luôn đó. Cùng là một quốc gia, cùng là một dòng máu, chúng ta thấy rất là nhiều kỳ thị. Không, quý anh chị em có để ý cái điều đó không? Đầu tiên mà TV muốn vạch ra là kỳ thị Nam Bắc. Kỳ thị Nam Bắc là nó rõ ràng lắm. Nói mà cái anh mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, quý vị em thấy ông nói như thế nào không? Ông nói là miền Bắc á, thì phải là Tổng Bí thư, phải là người miền Bắc. Đại khái là người miền Bắc biết lý luận. Đại khái ông suy nghĩ như vậy. Ông suy nghĩ một cái cách rất là kỳ thị. Phải Tổng Bí thư là phải là người miền Bắc, tại vì họ biết lý luận đại khái vậy. Nhưng còn họ họ coi như kỳ thị người Nam. Quý anh chị em đó mà đến mà phi trường Tân Sơn Nhất á, thì hiểu rõ cái điều kỳ thị nó xảy ra. TV về nước rồi TV thấy cái sự kỳ thị đó. TV nhìn xung quanh không có thấy một ai là người Nam. Đầu tiên thì nói thiệt là TV 256 thì gặp cái anh mà ảnh coi về cái visa đó, thì mình trình cái visa cho ảnh thôi. Mình trình cái passport cho ảnh, passport Mỹ cho ảnh với cái visa đó. Thì mình thấy ảnh giở trò khốn nạn ngay. Tôi biết giở trò khốn nạn ngay. Cái vấn đề tại vì mình không có đưa tiền cho ảnh thôi. Thường thường cái câu đó đó sau này tôi nghe lại là cái câu đó phải chung chi là 5 đô hoặc là 10 đô. Dạ chào Phạm Thanh Long nha. Chào bạn Phạm Thanh Long. Nó phải chung chi 5 hoặc 10 đô đó. Thành ra cái tên mà đầu tiên mà xét cái visa của TV 256, ông nói anh không có đủ cái hồ sơ của anh, không đủ giấy tờ. Bây giờ thiếu cái hai cái tấm ảnh. Đã chưa? Mà trong khi đó đó, mình đã gửi hai tấm ảnh rồi, khi mà mình nộp visa là nó bắt buộc mình phải có, mình xin visa nó phải bắt buộc mình phải nộp hai cái tấm ảnh. Và mình có, mình nộp đàng hoàng rồi. Nó nói bây giờ hồ sơ này không có hai tấm ảnh. Thành ra anh phải đi lại cái chỗ mà nó chụp hình. Đi lại nó chỗ chụp hình rồi mình phải tốn tiền 15 20 đồng gì đó để chụp hai tấm ảnh rồi giao cho nó. Đó, nó chơi cái kiểu mà màn gọi là hành hạ mà mình không có cãi gì được. Mình nói đó tôi đã chụp hình rồi mà. Tôi đã có đưa hai tấm ảnh cho anh rồi. Bây giờ nó nói bây giờ nó không có hồ sơ, nó mất hai tấm ảnh rồi. Thì đại khái là mình không chung chi nó đó, là coi như là
là người sau cùng, sau cùng để mà mình lấy những cái thùng đồ của mình, thì cái sự kinh hoàng nó xảy ra. Mình đem cái thùng đồ, mấy cái thùng đồ của mình đó, thì tự nhiên có cái dán tên của người khác. Thùng đồ của mình giờ mình biết, mà nó dán tên của người khác, mà nó dán cái kiểu lỏng lẻo lắm. Cái TV256 mới lạ lớn lắm. Trời ơi, thùng đồ của mình, tại sao mà dán tên của người khác lên trên đây? Thế là mình la lên, mình quăng bỏ cái tên đó, rồi mình lấy cái thùng đồ của mình. Nói cho ngay, rồi rồi mấy cái thùng khác á thì bị rạch hết rồi. Thùng thùng rạch rồi mình mất những cái chai dầu gió, rồi mất đại khái nó một số đồ mà mình gửi trong đó mình bị mất thôi. Cũng ít chứ không có nhiều. Đại khái là cái chuyến đi của mình là như vậy. Thì đó, mình nói cái đất nước mình nó kỳ thị về Bắc Nam. Một cái phi trường mà Tân Sơn Nhất đó mà TV kìa tìm thấy người Nam không có, toàn là người Bắc không. Chúng ta thấy mà một cái kỳ thị như thế đó, thì chúng ta phải hiểu rằng người dân miền Nam đó sống dưới sự cai trị của người miền Bắc. Phải nói thẳng như vậy. Khi chúng ta để cái tình trạng mà nó kỳ thị như vậy đó, nó là kỳ thị Nam Bắc rõ ràng luôn. Mình không có thể nào mà mình tưởng tượng được, mình sống trên quê hương của mình cùng dòng máu như vậy đó mà nó lại kỳ thị Nam Bắc. Nó kỳ thị Nam Bắc, người Nam không có việc làm mà ở ở phi trường Tân Sơn Nhất. Mà nói thẳng cho quý anh chị em đó là không phải chỉ phi trường Tân Sơn Nhất đâu, mà mình biết là nghe người ta kể lại là tất cả mọi nơi, từ mà cơ sở giáo dục, những cái gì mà liên quan đến nhà nước đó, là người Nam không không có dễ mà đặt chân vào. Tất cả đều tuyển dụng mà người Bắc, mà ngay cả là phải là Bắc 75 nữa nha, chứ không phải là Bắc 54 được đâu. Nó kỳ thị kinh hoàng lắm. Cái điều đó đúng không thưa quý anh chị em? Nếu mà đúng thì quý anh chị em trên diễn đàn đánh cho TV256 số 1. Ngoài cái kỳ thị Nam Bắc đó, ngoài cái kỳ thị Nam Bắc đó, chúng ta thấy còn có cái vấn đề mà kỳ thị tôn giáo nữa. Họ coi là những người cộng sản đó, họ coi tôn giáo là, phải nói họ coi là tôn giáo là thuốc phiện đó. Thấy không? Người cộng sản họ coi tôn giáo là một cái người công dân hạng hai. Phải nói thẳng như vậy. Thế tôn giáo là họ làm như là họ coi những người tôn giáo là kẻ thù địch của họ. Cái đó sự thật à. Cái người cộng sản họ họ không bao giờ họ họ, họ chấp nhận tôn giáo đó. Đối với tôn giáo là họ phỉ báng tôn giáo khủng khiếp lắm. Tuy là họ có hiến pháp và họ nói rằng là tự do tôn giáo, chứ sự thật là họ họ gọi là đè nén tôn giáo, họ chèn ép tôn giáo, họ phỉ báng tôn giáo. Chứ sự thật họ hoàn toàn không có tự do tín ngưỡng. Tất cả các tôn giáo nào đó mà muốn mà phong chức sắc đều phải qua nhà nước kiểm duyệt.
cũng như mà người Công giáo muốn là phong chức linh mục không được, linh mục giám mục đồ đại khái là phải qua cái trình cho nhà nước, trình cho cái nhà nước để mà kiểm soát, thành ra nó mất cái quyền thiêng liêng của tôn giáo. Các quốc gia khác người ta không làm chuyện đó. Rồi nhà thờ thì bị kéo sập, nhà biết bao nhiêu nhà thờ Tin Lành, TV thấy hình ảnh những tên công an rồi là kéo sập nhà thờ. Rồi nhà thờ gần trăm năm của Thượng Tọa mà Thích Không Tánh quý vị, vừa đây họ kéo sập cái nhà thờ của Thượng Tọa Thích Không Tánh, họ kỳ thị tôn giáo đó. Cái bằng chứng đó là quý anh em thấy đó, kiếm ra một cái người mà đảng viên mà có tôn giáo chắc không có. Có chứ, nhưng mà cái thành phần mà đảng viên gọi là cấp cán ở dưới thôi. Chứ những tên mà nằm ở trên bộ chính trị đó, hoặc là đang cầm quyền đó, giống như bốn tên đang cầm quyền đó là Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Xuân Phúc với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với ông Chủ tịch nước nữa đó. Ông đó đâu có đâu, bốn người đó không có gọi là tôn giáo, gọi là hỡi cộng sản là vô thần không à. Chủ tịch nước là Trần Đại Quang đó, đâu có người nào mà có tôn giáo mà được lên làm chủ tịch nước đó. Chưa bao giờ cái đất nước chúng ta có những người mà có cái tôn giáo mà lên làm chủ tịch nước hoặc là tổng bí thư hoặc là chủ tịch quốc hội cũng được đó. Cái đó bằng chứng là chúng ta thấy là cái đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này nó kỳ thị Bắc với Nam, và người Nam đó phải nô lệ cho người Bắc. Sự thật như vậy, nó đau thương cho dân tộc mình như vậy. Và nó kỳ thị người tôn giáo nữa, người mà tôn giáo đó là những người mà có đạo, thường thường là những người có đạo là những người rất là tốt. Họ sống, họ biết hy sinh, họ biết giúp đỡ những cái người khác. Những người tôn giáo mình thấy rất là tốt cho xã hội. Bất cứ những cái chuyện nào mà đau thương cho cái xã hội là họ tình nguyện, họ trợ giúp tiền bạc, họ trợ giúp rồi là lương thực cho những người nạn nhân. Đó là những cái hoạt động tôn giáo như vậy đó. Đa số những hoạt động tôn giáo là từ thiện. Mà chẳng có một cái tên đảng nào mà cao cấp mà có tôn giáo đó. Gần như không có. Quý anh chị em chắc thử rồi. Đó là nhận xét của cá nhân TV256 mà TV đọc tiểu sử của mấy ông đó thiệt. Đọc tiểu sử của mấy ông trong bộ chính trị, đọc tiểu sử của mấy ông mà gọi là bí thư tỉnh, bí thư tỉnh ủy hoặc là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, mấy ông đó hoàn toàn không có ông nào mà gọi là theo đạo, gọi là đạo Phật hoặc là đạo Thiên Chúa đâu, không có. Lâu lâu á có thể có một ông đại biểu quốc hội nào đó thì có thể có. Đồng ý không quý anh chị em? Kỳ thị tôn giáo là cực kỳ luôn. Ở bên nước Mỹ này là khỏi nói rồi. Nước Mỹ là quý anh chị em biết là nó chống kỳ thị tối đa luôn. Anh không có thể nào anh kỳ thị được cái đó. Kỳ thị là một cái tội ác. Cái tội ác mà có thể bỏ anh vào tù. Thành ra,
Ông Tổng thống Obama là một người Mỹ đen mà cái sự việc nó tiến triển từ mấy chục năm trước rồi. Mấy chục năm trước thì nước Mỹ nó cũng có cái kỳ thị. Mà tại vì nước Mỹ đó nó kỳ thị thì nó rất là dễ hiểu, tại vì nó có những cái sắc dân khác nhau. Cái sắc dân Mỹ đen ở bên Phi Châu thì tự nhiên nó khác với những cái sắc dân ở Âu Châu. Những cái sắc dân nó khác với nhau thì nó khác biệt với nhau thì nó đâm ra có cái sự kỳ thị. Thì mình thấy đó là còn điều dễ hiểu, nhưng mà bây giờ nó còn không có kỳ thị, nó bỏ hết. Nó có luật pháp nó bảo vệ để cho không có kỳ thị. Ngay cả những cái hãng lớn đó ở bên Mỹ đó, nó bắt buộc nó phải tuyển cái những người mà dân tộc thiểu số đó. Những người dân tộc thiểu số là giống như là những như là người Việt mình nè, người Hàn nè, những cái người đó đó nó bắt buộc nó phải tuyển cỡ khoảng là theo cái quy định là có thể là 20%, 20-25%, 20-25% đó đó. Cái nước nó đặt luật ra như vậy đó, là khi mình tuyển 5 người Mỹ thì mình phải có một người thiểu số là Á Đông hoặc là Mễ. Thấy không? Nó bảo vệ tất cả những mọi người. Nước Mỹ nó suy nghĩ ra làm sao nó bảo vệ tất cả quyền lợi của mọi người. Nó hay như vậy đó. Nó muốn tránh rồi là tất cả những cái điều kỳ thị. Mà nước mình đó cùng là người Việt với nhau, mình lại kỳ thị với nhau. Kỳ thị Bắc Nam hồi nãy TV nói rồi, bây giờ kỳ thị đến, rồi kỳ thị đến đảng phái nữa, kỳ thị tôn giáo, bây giờ kỳ thị đảng phái nữa. Thí dụ á, bây giờ đó người cộng sản mà họ có con có cái thì họ con cái của họ được ưu tiên ưu đãi trong những cái cuộc thi kỳ thi cử. Thế mà con cái được cách mạng thì được thêm 3 điểm, 5 điểm, đại khái là vậy. TV thì nói thật, họ sống thì không có rành mấy, nhưng mà nếu mà cái anh bạn mà hiện tại có một anh bạn có thể là Khánh Hỷ thì có thể chia sẻ điểm đó. Gọi vào TV256 để chia sẻ những cái sự mà kỳ thị ở trong cái đất nước của mình, và có thể chứng minh cho chúng ta thấy là từ hải ngoại với trong nước đều hiểu vấn đề này. Làm sao hiểu được cái vấn đề này là nó có cái kỳ thị. Ngay cả mà TV nói mà dựng tượng gọi là bà mẹ rồi là anh hùng đó, bà mẹ Nguyễn anh hùng mà Nguyễn Thị Thứ gì đó, đó là cũng là hình thức kỳ thị. Kỳ thị Nam Bắc. Chỉ có bà mẹ kháng chiến nó đúng là bà mẹ thôi. Còn bà mẹ miền Nam rồi là vứt bỏ đi. Cái đất nước gì mà sống mà cùng là dòng máu mà kỳ thị như vậy rồi làm sao mà sống được. Nên thành ra người ta nhìn thấy là có cái sự cai trị độc ác của những người miền Bắc. Phải nói thẳng, cái đất nước ta đang bị cai trị bởi những cái tên mà miền Bắc mà độc tài đó, mới tạo ra cái sự mà cai trị tàn nhẫn như thế này, kỳ thị rất là tàn nhẫn như thế này. Người trong Nam gọi là giống như là cái người mà nô lệ vậy đó, nô lệ cho người miền Bắc vậy đó, mà họ tạo ra cái sự kỳ thị đó, họ cố tình họ tạo ra cái sự kỳ thị đó. Chưa nói đến cái kỳ thị mà nam nữ thì nó cũng có bình thường. Nam nữ thì trong cái chế độ cộng sản nó làm như là nó ghét bên người người nam, làm như là có cái quyền để mà đánh đập người phụ nữ vậy đó.
mình thấy nhiều cái video clip mình thấy nó xảy ra ở giữa chợ thôi, nó chả biết làm sao nữa. Sống mà trong một cái quốc gia kỳ thị như 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 vậy thì mình thấy rõ là cái người người miền Nam là đang bị nô lệ mà. Tất cả người miền Nam đang bị nô lệ, mấy chục triệu người đó. Mấy chục triệu người ở miền Nam đang bị sống đời nô lệ bởi những người bạc. Chúng ta sẽ phải giải quyết, đây là những cái vấn nạn. Đây là những vấn nạn chúng ta phải giải quyết. Mà muốn giải quyết cái bài toán này đó là phải giải tán cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng tội ác. Nó gây ra cái sự kỳ thị của toàn dân tộc như vậy. Nó đủ mánh khóe để mà nó kỳ thị, rồi nó nâng đỡ những cái thành phần nó gọi là cách mạng theo nó, theo đảng. Hỡi mà anh theo đảng, theo Hồ Chí Minh á, thì anh được trọng dụng, anh được trọng dụng, anh được có thể là kiếm một chút cơm chút cháo. Một cái đất nước mà kỳ thị như vậy đó thì phải phải bị là mấy cái tên mà cầm quyền là phải bị sụp đổ rồi. Người dân Việt Nam không có thể chấp nhận được một kỳ thị như thế đâu. Mình con người mà mình cùng dòng máu đấy với nhau mà làm sao mà mình lấy cái người miền Bắc để mà mình đè đầu người miền Nam mà rõ ràng như thế được. Người miền Nam chúng ta biết hết rồi chứ không phải là không biết đâu. Bởi vì tôi về về phi trường Tân Sơn Nhất là tôi biết rồi, mấy anh chơi cái màn kỳ thị. Cái màn kỳ thị đó nó thô bỉ lắm quý anh ơi, mấy ông cộng sản. Đúng rồi, chú con quan thì khác, con nhà thì cũng khác. Đó. Bây giờ thêm cái màn kỳ thị mà cái bạn Mỹ Phương mà chia sẻ với TV256 là con nhà mà quan, nó là kỳ thị với con nhà mà nghèo, nó là quan rồi nó chơi với quan không à, thấy không? Nó giàu rồi nó có tiền nó chơi với bọn nhà giàu rồi rồi thành ra hôm qua Khánh Hỷ có nói điều đó. Khánh Hỷ nói rằng cái bọn nhà giàu làm như mà nó khi dễ mình lắm. Khánh Hỷ nói rằng là nó có cái sự mà khi dễ về cái vấn đề mà giàu nghèo. Thì đó, con quan thì tự nhiên nó chơi với quan rồi, nó nhiều tiền rồi, nó chơi với nhiều tiền. Còn cái dân nghèo này, nó coi như là nô lệ cho nó thôi. Cái điều này phải giải quyết. Không giải quyết là không được đâu, thật đó. Cái kỳ thị là Khánh Hỷ có gì gọi cho chú TV256 ha để mà nói về cái vấn đề này thử coi. Hôm qua đó, sẵn hôm nay đó thì không biết có Khánh Hỷ ở đây không, nhưng mà hôm qua đó Khánh Hỷ hỏi TV256 về cái đề tài mà tự do với nhân quyền. Cái câu hỏi mà đầu tiên đó, Khánh Hỷ còn đó không Khánh Hỷ? Mình nói câu hỏi đó rất rất là hay. Mà nói thật đó, TV256 chưa có trả lời. Chưa có trả lời mà Khánh Hỷ hỏi tới tấp luôn. Hỏi tới tấp luôn, thành ra chưa có trả lời kịp. Cái đề tài mà nhân quyền đó, nó sự thật nó rộng lớn lắm, hiểu không? Mà mình đó, sự thật nhân quyền nó rộng lớn nhưng mà nó rất là đơn giản.
Nó đơn giản là cái quyền con người đó nó được rất là nhiều quốc gia. À, Khánh Hỷ à, dạ, còn chú ơi, thì nếu mà được đó thì bây giờ TV tạm thời, TV muốn cắt nghĩa cho Khánh Hỷ về cái vấn đề mà câu hỏi đầu tiên đó, nói về tự do nhân quyền đó, mà TV chưa có nói hết, chưa có hoàn toàn nói hết thì mình đã chuyển qua đề tài khác rồi, hiểu không? Chứ cái lĩnh vực mà nhân quyền á, thì nói thật ngay là TV256 rất là thích chia sẻ cái điều đó. Ở đây á, thì bây giờ trước hết thì nói về cái tự do. Dạ, tại vì con đang làm hả? Rồi được rồi. Hôm nào chút xíu nữa rảnh thì có gửi cho chú TV ra. Thì cứ thắc mắc cái vấn đề gì cứ gọi. Suy nghĩ ra có những cái vấn đề thắc mắc thì gọi cho chú TV 256 rồi mình chia sẻ trên diễn đàn. Thì mình thấy nó rất là hay. Nó có sự mà giao lưu giữa trong nước, hải ngoại. Thì cái diễn đàn tự nhiên thấy nó sôi động lắm. Con mở cho người làm chung hả? Dạ, quá tốt bạn Khánh Hỷ. Đó thì khi mình qua bên Mỹ, mình thấy cái nói về cái tự do thì rõ ràng chúng ta có quyền gọi là tự do, gọi là muốn gần như là muốn làm gì thì làm, phải không? Nhưng mà nó có cái câu thầm tự do đó, một cái câu thầm nữa đó là đừng có xâm phạm cái quyền tự do của người khác. Chúng ta có quyền tự do đấy, nhưng mà đừng có xâm phạm cái quyền tự do của người khác. Rõ ràng chúng ta muốn làm gì thì là làm, nhưng mà bây giờ đó chúng ta giận nhạc cho thiệt là lớn không được. Tại vì chúng ta xâm phạm vào cái quyền tự do mà im lặng của người ta. Người ta thích im lặng. Thấy không? Nhà hàng xóm thích im lặng. Mà bây giờ chúng ta giận nhạc quá lớn thì chạm vào cái quyền tự do của họ rồi. Thành ra chúng ta cũng có quyền giận nhạc nữa. Nhưng mà giận nhạc vừa đủ nghe cho cái gia đình mình thôi. Đừng có để cái nhạc mà nó chạy qua bên hàng xóm. Hàng xóm gọi cảnh sát lại là cảnh sát phạt. Cảnh sát không phạt thì cũng cảnh sát cũng cảnh cáo. Mà cảnh cáo mà tiếp tục mà làm nữa là cảnh sát phạt. Mà có thể là đưa ra tòa luôn đó. Nước Mỹ nó nói vậy. Ai cũng có quyền tự do ngang như nhau hết á. Nhưng mà khi mình thực hiện cái quyền tự do của mình đó, mình sẽ coi mình có xâm phạm cái quyền tự do của người khác không? Đúng không? Còn mình không xâm phạm thì cứ tha hồ mình làm, không có ai cấm mình. Nước Mỹ. Còn mình thấy mình về Việt Nam, mình thấy con người ta mất cái quyền tự do đó. Tại vì hàng xóm mình đến giờ thí dụ cái giờ mà mình ngủ á, tại vì cái chuyến bay mà bên Mỹ với Việt Nam mình nó khác, mình ngủ nướng một tí xíu là mà mới có 5-6 giờ là hàng xóm dặn nhạc, dặn nhạc rất là lớn. Chú ơi, chú biết bộ giáo dục học sinh không hiểu gì hết, cô giáo nói ra đề toán em nào không học thêm thì không đậu đâu chú ơi, chú thấy khổ cho học sinh nghèo. Lại có cái chuyện đó nữa, lại có cái chuyện mà không học thêm á thì lại không đậu. Con hỏi ít câu, mong chú Hoan Hỷ chia sẻ cho anh chị em nước nhân quyền và không nhân quyền nha chú. Được chứ, đâu có gì đâu. Nhưng mà
Trước hết thì chú giảng nghĩa về cái phần tự do, thì cái tự do nó có cái điều trở ngại là mình đừng có xâm phạm quyền tự do của người khác, hiểu không? Đó là cái tự do của nước Mỹ như vậy đó. Sự thật, người Mỹ họ có quyền tự do chửi tổng thống không sao hết. Tất cả những cái người đó mà nó gọi là public figure là cái người của công chúng, hiểu không? Cái người của công chúng là cái người mà toàn thể đều biết hết, giống như ca sĩ nè, nhạc sĩ nè, tổng thống nè, tỉnh trưởng nè, dân biểu nè, nghị sĩ nè, đó là những người mà quần chúng đều biết mặt mũi và tên tuổi hết. Thành ra đó, những cái người mà quần chúng đó họ sai lầm, mình có quyền mình chửi họ, mình có thể mình chửi bằng những cái ngôn từ tục tiểu luôn không sao đó. Đó, thành ra người ta có thể người ta sẵn sàng người ta chửi DM tổng thống không sao hết, luật pháp cho phép. Luật pháp cho phép là tại vì người của công chúng mà bây giờ người của công chúng mà làm bậy thì họ chửi thôi. Rồi, TV cảm ơn bạn Khánh Hỷ nha. Khánh Hỷ đang gọi cho TV 256 đó. Quý anh chị em chút xíu nữa là sẽ nghe được cái tiếng nói của người bạn là Khánh Hỷ này. Dạ, TV xin mời anh Khánh Hỷ là giới thiệu với mình cho quý thính giả nha. Dạ, con chào chú TV256 và con chào tất cả mọi người đang xem cái live stream của chú. Hiện nay là con đang ở Việt Nam. Con có vài lời để hỏi chú về cái vấn đề này, chú Quang Hỷ trả lời giùm con nha. Rồi, xong ngay. Cảm ơn. Dạ, con cũng rất là cảm ơn chú. Rất vui Rồi. gặp lại chú. Con hỏi như thế này về cái vấn đề dân quyền đó chú. Ví dụ như chú ở bên nước tự do, cái vấn đề mà lạm dục tình dục trẻ em á chú, hiện nay ở Việt Nam thì nó rất là cao, cho nên là con muốn hỏi chú ở cái nước dân quyền nó có những cái chuyện đó giống như bên nước con ở không chú ạ? Không Dạ đâu. con xin hết ạ. Cái này là cái vấn đề nó rất là phức tạp. Tại vì sao đứa nhỏ mà nó bị như vậy đi, nó mang trong đầu nó một cái ám ảnh rất là lớn. Cho nên con muốn hỏi chú để chú chia sẻ rộng rãi ra để cho người ta biết đó. Để người ta giáo dục lại cái ngành đó cho nó tốt. Đúng Dạ con rồi. xin hết chú. Dạ. Dạ, cái chuyện đó thì Dạ. lẽ dĩ nhiên là quý anh chị em ở trong nước cũng đều hiểu cái vụ án của nghệ sĩ Minh Béo, nghệ sĩ hài Minh Béo, chúng ta thì biết điều đó. Dạ. Nhưng mà nước Mỹ nó không cho phép như vậy đâu. Nước Mỹ là về mà cái tình dục mà đối với trẻ em thì nó rất là nặng. Trẻ em mà dưới Dạ. 18 tuổi không cần biết trai với gái gì đó mà anh quyến rũ mà về tình dục đó là anh bị phạt tội rất là nặng. Hiểu không? Dạ. Chứ không phải là cùng là con trai hết rồi rồi muốn làm gì làm đâu, không có đâu. Coi như Dạ. là bị là người ta biết vấn đề đồng tính mà. Người ta biết gì vấn đề đồng tính, thành ra khi mà anh lợi dụng để thỏa mãn cái dục vọng của anh thì anh bị luật pháp trừng trị thôi. Nó ngang hàng giống như là mình hãm hiếp cho một 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 đứa bé vậy thôi. Dưới Dạ. dưới tuổi vị thành niên, còn trên 18 tuổi là cho phép hết. Trên 18 tuổi Dạ. là được gọi là không có bị pháp luật là cản trở đâu. Còn dưới 18 tuổi là hãy cẩn thận về cái vấn đề mà trai gái với nhau, Dạ. dụ dỗ với nhau. Nó phạt rất là nặng Dạ. nha. Thành ra bạn Minh Béo đó, nghệ sĩ Minh Béo không có hiểu điều đó. Thành ra ở trong nước ta đó, nhiều khi đó nó có cái vấn đề mà thân tình là có chứ không phải là không. Thành ra Dạ. đó nó hơi khó xử cái vấn đề đó.
Người lớn đó thường hay mà nựng chim của đứa trẻ. TV đó thẳng ra là trường hợp TV 256 cũng vậy thôi. Ông nội của TV 256 thì rất là thương cháu với cháu biết không? Mà lúc mà mới mà mình còn nhỏ mà 3 4 tuổi thì ông thích cái hung cái của quý của mình, đại khái là vậy đó. Mà ông là với cái tình thương thật sự, thấy không? Thương là nghĩ là cái giống này có thể là để lại cho ngàn đời sau, thấy không? Mà cái họ là cái tình thương chứ họ không phải là sờ mó để mà làm cái dục vọng. Mà người ở Việt Nam mình đó, cái phong tục tạp tính đó, nó nhiều người làm như thế lắm. Nhiều người mà cha mẹ hoặc là ông làm với cháu như vậy đó. Còn cái người ngoài là khác đó. Người ngoài hiểu hiểu cái họ để là thỏa mãn cái dục vọng của họ là khác. Còn người trong gia đình thì mình biết rõ rằng là họ ông bà mình thương mến mình thôi. Thành ra đó rất là tội cho những đứa nhỏ nhà mà nó bị mà giống như bị hãm hiếp như vậy. Mà mình thấy rất là đau đớn cho cái đất nước mình, nó đưa đến cái tình trạng mà những trẻ em rất còn trẻ bị tình dục là từ 5 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi. Chuyện nó không bao giờ, mà gần như không bao giờ xảy ra bên nước Mỹ đâu, không bao giờ đâu. Nhưng cái tình trạng mình nó xuống gọi là tột cùng của cái đạo đức của xã hội, rất là đau thương. Rồi con cảm ơn chú, cho con hỏi thêm câu hát chú ha. Rồi. Theo như cái tin mà nó nóng nhất hiện nay đó là cái vấn đề môi trường. Như là con ở trong Việt Nam thì con đã biết được cái nhà máy Formosa đó thải nước thải ở miền Trung đó, thì trả xong rồi cũng như là bồi thường đi, nhưng mà nó để lại một cái hệ lụy sau này rất là lớn. Nhưng mà nhà máy vẫn hoạt động, thì con muốn biết nếu như ở một đất nước Mỹ như chú đang ở đó, một cái nhà máy mà xả nước nước thải ra như vậy đó, ô nhiễm môi trường đó, vậy thì chính phủ có yêu cầu ngưng hoạt động hay là khắc phục lại cái vấn đề đó không chú ạ? Con muốn được biết thêm, tại vì cái này nó rất là nóng, trong và ngoài nước ai cũng biết, chứ con không có nói về cái vấn đề để mà phỉ báng ai hết. Con hỏi chú, mong chú trả lời cho con ở nước Mỹ như thế nào, ở Việt Nam để con coi lại coi cái hai cái tự do nhân quyền với cái con hiện đang ở nó như thế nào. Dạ con xin hết ạ. Cảm ơn bạn Khánh Hỷ. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng là nước Mỹ đâu có để cái câu chuyện này xảy ra được, tại vì nước Mỹ này nó quan trọng về cái vấn đề môi trường ghê lắm. Cái vụ mà cái hãng Anh mà nó đổ dầu ra đó mà bị thường phải 20 tỷ đô la. hai chục Quá tỷ lớn. đô la mà nó phải qua những cái tiến trình luật sư rồi tố tụng rồi này nọ rồi, chứ đâu phải là nó mất phải hàng bao nhiêu tháng bao nhiêu năm, chứ là phải giống như là bên nhà nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, đến nỗi mà người ta không biết ai ai là cái người đàm phán với Formosa. Người ta còn không biết nữa. Cháu có biết là ai đàm phán với Formosa không? Hoàn toàn không biết. Chắc con có gần quá chú, con chỉ hỏi Đúng về cái trạng thái mà sau khi nó sản xuất và sau khi nó để lại cái hệ lụy thôi, chứ còn cái vấn rồi. đề mà người chủ chốt nắm cái đó hay là điều hành cái đó thì con có biết thiệt. Thì đó là những cái điều mà sai trái của cái những người cầm quyền cái nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những điều sai trái mà mình phải cần biết, tại vì người dân mà khi mà thiệt hại đó thì người dân có quyền kêu gọi là bồi thường ấy. Nó ảnh hưởng trực tiếp với người dân thì người dân đòi bồi thường chứ, chứ đâu phải là mình làm nhà nước rồi mình gọi là cướp cái quyền của người dân.
mình cướp cái quyền của người dân rồi mình tự nhiên mình điều đình với Formosa rồi mình để bồi thường 50 triệu, trong khi cái ảnh hưởng nó lên tới có thể là 40-50 tỷ bạc. Đó. Mà 40-50 tỷ bạc mà Formosa mà không có đủ để mà bồi thường đó thì bắt buộc Formosa phải đóng cửa nha, chứ đâu có thể mà tiếp tục mà sinh hoạt mà xả thải cho vào biển được, hiểu không? Cái điều đó nó rất là vô lý, phải không? Formosa không có quyền mà tiếp tục mà xả thải như vậy được. Và bây giờ theo nhiều cái trận mà cá tôm là chết thêm một lần nữa, không biết bao giờ nó mới có được trả lại cái biển sạch cho dân nữa. Bắt buộc á, TV nói 2 năm 6 là bắt buộc là phải đóng cửa cái cơ sở này, mà đóng cửa luôn cái cơ sở Lee and Men ở Hậu Giang nữa, nhà máy giấy Lee and Men cũng là xả thải rất là độc hại. Hai cái Dạ cơ đúng rồi sở này đó là phải chúng ta bắt buộc phải đóng cửa, hiểu Dạ không? Mà không Dạ đóng cửa được á, thì phải bắt giam mấy cái tên cầm quyền đó, mấy cái tên cầm quyền nó Dạ có trách nhiệm đó. Dạ Giống như Nguyễn Phú Trọng đó, mà trong lúc mà Formosa mà xả thải đó thì Nguyễn Phú Trọng lại đi thăm Formosa. Dạ Trong khi Nguyễn Phú Trọng phải hiểu cái dân tình nó đang khổ như vậy thì phải đi thăm người dân mới đúng, chứ không phải đi thăm Formosa. Dạ Nó vô lý lắm, cái đất nước mình nó vô lý lắm. Trong khi người Dạ dân đói khổ mà không có đem tàu ra mà khơi để mà đánh cá được, mà ăn cái gì cũng độc hết trơn, Dạ mà mình đi mình thăm những cái kẻ mà phá hoại cái đất nước mình như vậy. Thành ra bằng mọi cách phải đuổi Formosa ra khỏi cái đất nước mình, đó là điều mà Dạ tiên quyết đó, của mọi người dân đó. Chúng ta không chấp nhận được đâu, cuộc sống nó chúng ta đâu có cần phải giàu quá đâu. Sự thật chúng ta không Dạ cần sống giàu quá, mà chúng ta sống được cái thoải mái, cái tinh thần chúng ta không có sợ những cái độc chất. Chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta sống tránh được những cái chất độc Dạ thì chúng ta thấy sung sướng lắm. Dù là nghèo cũng sung sướng, mình biết mà, cái đất nước mình nghèo cũng sung sướng, nó hay chỗ đó. Mà mình biết cái Dạ đất nước mình là, nếu mà sự thật mà để những người Việt Nam mà điều khiển cái đất nước này mà đừng có theo cái chủ nghĩa cộng sản đó, thì bảo đảm là giàu rồi. Nước mình nó quá nhiều tài nguyên đi, cái bờ biển của nó dài quá và nó đủ thứ khoáng sản rồi là thiên nhiên, Dạ. mà rốt cuộc nước mình lại trở thành một trong quốc gia nghèo nhất thế giới, trong khi nước Nhật thì nó thiếu đất rồi nó thiếu khoáng sản như mình mà nó lại trở thành một quốc gia giàu có. Đúng. Dạ. Mình biết là cái do cái tội ác nó nằm ở đâu rồi. Dạ, con rất là cảm ơn chú rất là nhiều chia sẻ cho con biết về cái vấn đề môi trường ở như Việt Nam và ở cái nước Mỹ chú đang ở hiện nay. Tại vì con cũng đang làm việc thì thôi con cũng xin tạm ngưng lại cái cuộc điện thoại với chú. Rồi, cảm ơn Và con dạ con Khánh chúc Hiển cho nhiều. chú và cũng như các anh chị đang xem cái livestream của chú Rồi, hiểu cảm biết ơn thêm. Khánh Hiển nhiều nha. Dạ Rồi. dạ con xin chào chú nha, tại Rồi, con còn chào làm Khánh việc Hiển. quá. Rồi, chào Khánh Hiển. Dạ chú dạ Rồi, TV256 xin nói chuyện thêm về cái phần mà tự do đó. Thì hồi nãy nói ngang qua cái phần tự do đó là mình có quyền mình chửi cái người mà những người nó gọi là public figure, là những người của công chúng, thấy không? Viết báo chửi, nói chuyện talk show là nói radio cũng chửi, chửi cỡ nào cũng được hết mà không có bị luật pháp gọi là cản trở. Nhưng mà nên nhớ nha,
mình chửi mà không phải người công chúng đó là bị luật pháp trừng trị. Nhớ chưa? Thí dụ đó, bây giờ đó TV256 mà chửi một người bạn nào đó mà họ không phải là người công chúng, hiểu không, thì luật pháp không cho phép, hiểu không, là xúc phạm người khác là không được, xúc phạm dù chỉ bằng lời chửi thôi, hiểu không, chửi đi em mày thôi mà nó thua đó là nó cũng thắng kiện như thường đó. Nó coi như là mình chửi cái một người mà mình không có lý do để mình chửi, hiểu không? Người đó không phải là người của công chúng. Người của công chúng là họ có thể là họ nói là họ bị xúc phạm và họ thưa mình được, tuy họ cũng thưa mình được hết. Còn mình chửi người công chúng thì không sao hết đó. Thành ra đó, nếu mà mình áp dụng cái luật pháp bên Mỹ mà qua luật pháp Việt Nam á, thì tha hồ chửi ông Nguyễn Phú Trọng không sao hết đó. Ông là người của công chúng mà, người của công chúng ai cũng biết hết á, thì ông làm sai thì người dân có quyền chửi hết, đâu có phạt người dân được. Nhiều người chửi như vậy đâu có phạt được, người của công chúng là phải chịu. Còn chửi mà người không phải của công chúng là nó thưa là coi chừng, nó thưa rồi sẽ bị phạt hành chánh, phải bồi thường danh dự, bồi thường một số tiền nào đó để mà bồi thường cái thiệt hại về cái danh dự, tại vì mình nhục mạ người ta, mà mình nhục bằng mạ người ta vô lý thì tự nhiên mình phải bị bồi thường. Mà TV thấy mấy mấy cái người mà ở trong nước đó mà họ sống theo cái chế độ cộng sản quen rồi đó, họ mở miệng ra là họ chửi cá nhân, họ không cần biết vậy đó, mở miệng ra là chửi. Mình thấy trong mấy cái video clip vừa rồi đó, họ cứ chửi TV256, đại khái họ chửi TV256 là một cái thằng già thằng già đầu bạc, đại khái họ không hiểu nổi. Hãy mở miệng ra là chửi, mở miệng ra là chửi. Mà đối với TV256 thì mấy chục năm mình nghe chửi nhiều rồi, mình nghe chửi từ từ người cộng sản nhiều rồi, tại vì cái vai trò của mình thì mình viết bài nhiều, thì khi mình viết bài nhiều thì người ta đọc nhiều thì người ta chửi nhiều. Mấy cái người cộng sản thì người ta ghét, người ta chửi nhiều, người ta còn hăm dọa nữa đó. Hăm dọa xử tử hình TV256 là ít nhất là 5 lần á, xử tử hình luôn á, nó hăm dọa như vậy đó. Thì đó, nói về cái quyền tự do thì cho quý anh chị em ở trong nước biết đó, là mình có quyền tự do, mình có quyền gọi là ở chỗ nào cũng được nha, từ tiểu bang này đi qua tiểu bang khác không cần phải xin phép gì. Nước Mỹ có 50 tiểu bang, anh muốn ở tiểu bang nào anh ở, anh cứ dọn nhà anh đó ở mà không bao giờ cần một cái tờ giấy, không cần bao giờ có tờ giấy phép nữa. Anh cứ chạy đến đó rồi anh mướn phòng anh ở, rồi anh mướn nhà anh ở, đơn giản không? Cái đó là cái tự do của nước Mỹ. Mà sự thật đó, những cái quyền tự do này đó nó nằm ở trong cái bản mà tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Quý anh chị em nên nhớ như vậy, nước Mỹ đó là nước tôn trọng cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đó là người dân có quyền tự do sống ở trên cái mảnh đất của mình. Cái điều mà 13.1 mà không cần phải xin phép, nó nói rõ là không cần phải xin phép.
người mà ở người dân đó có thể sống ở trong cái quốc gia mình bất cứ chỗ nào không cần phải xin phép. Thành ra đó, khi mình thấy cái điều đó đó, mình biết rằng cái hộ khẩu ở Việt Nam là nó vi phạm cái pháp luật của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết vào năm 1977. Và khi ký kết với Liên Hiệp Quốc, tham gia Liên Hiệp Quốc vào năm 1977 thì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có cái nghĩa vụ thực thi cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thực thi cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là đơn giản là phải xóa bỏ cái chính sách hộ khẩu. Cái hộ khẩu đó là nó làm cho con người ta đi từ tỉnh này qua tỉnh nọ là phải đổi cái hộ khẩu rồi xin phép rồi ở lại mấy ngày rồi kiểm soát rồi là phải ở bao nhiêu ngày. Cái đó thì nó thật thì trong nước thì TV không rành mấy thì không có thể diễn tả được, nhưng mà hiểu rằng nó là như vậy đó. Hiểu rằng là ở trong nước mình phải xin phép, thấy không? Mình đến cái chỗ này chỗ kia phải xin phép, là mình vi phạm vào những cái điều căn bản của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là nó tính phổ quát cho tất cả mọi quốc gia gia nhập vào Liên Hiệp Quốc. Tất cả mọi quốc gia gia nhập vào Liên Hiệp Quốc đều đều có cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hết. Đều hiểu là Universal Declaration mà. Là bản tuyên ngôn gọi là cho toàn thế giới luôn. Tất cả quốc gia mà tham dự vào Liên Hiệp Quốc đều phải thi hành cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thành ra đó, chúng ta ngày hôm nay đó, nếu mà cần thì phải đấu tranh luôn cái vấn đề đó nữa. Dẹp ba cái hộ khẩu đi. Ba cái hộ khẩu này đó là nó vi phạm vào điều 13.1 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Là người dân có quyền đi lại trên cái lãnh thổ của mình mà không cần phải xin phép. Cái điều đó nó nói rất thẳng như vậy, không cần phải xin phép. Người dân có quyền đi tất mọi nơi trên lãnh thổ của mình. Giống như bên Mỹ này, TV256 có quyền ra Hawaii sống mà không cần phải xin phép chính phủ, cứ chạy xe đến đó rồi sống thôi. Chạy xe đến đó mướn nhà, mua nhà rồi được cho con cái đi học ở ngay đó, nó cũng giống y chang như vậy thôi, không cần phải xin phép ai hết. Xin phép là mình biết là nó vi phạm rồi. Thành ra đó, bây giờ nói về cái nhân quyền á, thì chúng ta phải để ý đến cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là nó gồm đầy đủ tất cả những cái quyền hành của một con người. Khi mình là một con người thì mình tự động mình được tất cả những cái quyền nó nằm ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thành ra quý anh chị em phải cần tìm hiểu về cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Các anh chị em đã vào trong Google để mà search ra, tìm ra cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó nói cái gì về cái quyền tự do ngôn luận, về cái quyền tự do tín ngưỡng ra sao. Trong đó nó có nói hết á, hiểu không? Mà cái thằng Việt Cộng nó đi ngược lại không à, nó hoàn toàn nó đi ngược lại không à. Người ta có quyền tự do ngôn luận mà nó nói rằng là các anh nói xấu nhà nước là không được. Trong khi các quốc gia khác đó mà nói xấu nhà nước đó, là coi như là chỉ trích nhà nước thì người ta mừng lắm. Anh mà chỉ trích nhà nước đúng là nhà nước cảm ơn anh rồi còn khen thưởng cho anh. Chứ không có vấn đề mà nói xấu, nói mà gọi là nó dùng cái chữ là tuyên truyền rồi chống rồi là xã hội chủ nghĩa.
cái điều 88 mà bộ luật hình sự ác ôn thì bắt toàn là những người yêu nước không à, mà những người đó mà rất là đáng khen thưởng, tại vì họ hiểu câu chuyện, họ hiểu về những cái quyền làm người. Mình đã chia sẻ chút xíu mà rốt cuộc bây giờ lại 1 giờ 05 phút nữa. Sự thật mình rất muốn chia sẻ thêm nhưng mà thời giờ nó qua ra quá nhanh đó. Thành ra phải hẹn quý anh chị khác dịp khác, chứ để mà mình nói chuyện lâu quá thì cái video clip này nó làm như càng về mà dài quá là nó càng mất giá trị. Thành ra mong quý anh chị em thông cảm nha. TV256 muốn là chấm dứt cái buổi nói chuyện của mình ngày hôm nay nha. Rồi thêm mời các bạn lắng nghe, có thể là ngày mai. Ngày mai TV cũng ráng chia sẻ thêm những cái phần khác nữa. Rồi. Chào quý anh chị em. Để coi phải nhấn cái nút nào đây, chưa biết nữa, rồi kết thúc chưa.